Để đạt được mục tiêu này, thành phố sẽ tăng cường tập huấn hỗ trợ các chủ thể ứng dụng công nghệ kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời ưu tiên phát triển các sản phẩm gắn với vùng nguyên liệu, tăng cường giám sát hoạt động của các cơ sở có sản phẩm tiềm năng. Tính đến nay, thành phố Cần Thơ có 92 sản phẩm ô cốp, trong đó 37% sản phẩm 3 sao, còn lại là sản phẩm 4 sao.